Dạ vâng, thưa quý vị, thưa bà con, chúng tôi xin được mở đầu chương trình ngày hôm nay với một tin vui đối với bà con nông dân chăn nuôi. Công trình nghiên cứu khả năng kháng sinh tự nhiên đối với dịch tả lợn châu Phi do các nhà khoa học thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nghiên cứu đã có những tín hiệu khả quan. Với bộ ba biện pháp phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi là chăn nuôi an toàn sinh học, vaccine và kháng bệnh tự nhiên, thì người chăn nuôi đã có thể yên tâm hơn trong việc tái đàn trong thời gian tới. Đề án của Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiến hành nghiên cứu làm rõ cơ chế sống sót của cá thể lợn trong các ổ dịch. Qua 17 tháng theo dõi, đến nay, đàn lợn nghiên cứu sau nhiều lứa đẻ thì vẫn còn kháng thể cao đối với dịch tả lợn châu Phi. Như vậy, tiến tới khả năng chúng ta sẽ có những dòng lợn kháng với loại bệnh này. Và một tin vui khác đó là tại hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020 và đề xuất giai đoạn 2021-2025. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, đến cuối quý 3 năm 2021 thì sẽ có thể công bố vaccine dịch tả lợn châu Phi. Và xin được hỏi chuyên gia Trương Văn Dung ạ, là cái bộ ba biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi là giải pháp mà đang được ngành nông nghiệp hết sức chú trọng. Và chuyên gia có thể cho biết là cái việc mà phối hợp các cái biện pháp chống dịch thì sẽ tạo ra những cái hiệu quả như thế nào đối với việc hạn chế dịch tả lợn châu Phi bùng phát và lây lan ạ? Vâng, thưa quý vị, thưa bà con, thì tôi nghĩ rằng là khi mà dịch tả lợn châu Phi xảy ra ở Việt Nam ấy, có thể nói là nhà nước cũng không tiếc tiền và đầu tư cho cái nghiên cứu phát triển vaccine, rồi nghiên cứu cái biện pháp áp dụng biện pháp an toàn sinh học. Thế rồi gần đây thì các nhà khoa học của Học viện Nông nghiệp Việt Nam ở khoa chăn nuôi đấy, thì người ta có tiến hành khảo sát những cái đàn lợn mà nái mà nó đã bị bệnh dịch tả lợn châu Phi nhưng vẫn còn sống sót. Thế họ sẽ nghiên cứu, họ chọn lọc để tạo ra cái đây không phải là kháng sinh kháng bệnh mà đây là cái tượng kháng bệnh tự nhiên. Thế thì vấn đề đặt ra là cần phải nghiên cứu một cách hết sức kỹ lưỡng. Và tôi nghĩ rằng là cần phải nghiên cứu đánh giá một cách đầy đủ các cái chỉ tiêu về miễn dịch học, xem cái khả năng cái kháng bệnh tự nhiên đó nó đáp ứng được mức như thế nào. Ví dụ chẳng hạn như là sau khi con mà sinh ra thì mình có thể cho tiếp xúc với cái virus dịch tả lợn châu Phi, xem là cái khả năng chịu đựng của nó có tốt hay không tốt, để từ đó mình có thể chọn ra được cái dòng mà nó có khả năng kháng bệnh. Thì cái đấy là mình cần phải nghiên cứu một cái kỹ lưỡng hơn. Thế còn tất nhiên mới chỉ nghiên cứu trong vòng 17 tháng thì chưa đủ để mà chúng ta kết luận. Thế còn vaccine thì có thể nói rằng là vừa rồi là chúng ta cũng đã tiếp thu cái công nghệ của phía Mỹ. Thì cái Navico thì có sản xuất cái vaccine này. Và vaccine này đã đưa vào trong cái sản xuất. Tuy nhiên chúng ta phải nói rằng nó cũng có cái khó khăn nhất định. Ví dụ chẳng hạn nhân tế bào lên để tạo thành một nguồn virus lớn để mà có thể để làm vaccine ấy, thì nó cũng đang khó khăn ở chỗ, tức là cái tế bào dòng, cái tế bào để mà nuôi cấy virus cũng đang khó khăn, vẫn phải tách ra từ cái tế bào PAM ở trong cái con lợn để mà nuôi. Thì tôi nghĩ rằng cái khó khăn nhất là ở chỗ đó, và chính vì thế cho nên là cái giá thành của nó là còn hơi cao. Cho nên những cái khuyết thiếu đó thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải tiếp tục hoàn thiện để làm sao tạo cái bàn đạp vững chắc để bảo vệ được cái bệnh dịch tả lợn châu Phi, để giúp cho ngành chăn nuôi lợn có thể phát triển một cách có hiệu quả. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những phân tích vừa rồi của chuyên gia Trương Văn Dung. Và bây giờ sẽ là một câu hỏi dành cho chuyên gia Đinh Văn Đức, một câu hỏi trong lĩnh vực trồng trọt. Khán giả Lê Văn Hanh với số điện thoại là 0389 và 3 số cuối là 379 ở tại Bà Rịa Vũng Tàu có gửi cho chúng tôi câu hỏi với nội dung như sau. Chuối của gia đình khán giả trồng được 1 năm và đầu mùa mưa thì đã bón vôi bột cho cây. Hiện nay thì cây có hiện tượng xoăn lá, cong lá, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục hiện tượng này như thế nào ạ? Dạ vâng. Thưa anh Hành và thưa bà con, qua mô tả của anh Hành thì tôi xác định tức là cái chuối nhà anh ấy đã bị nhiễm bệnh, người ta gọi là bệnh chuối rụt hoặc là bệnh bunstop. Bệnh bunstop đây là bệnh do virus nó gây ra, và môi giới truyền bệnh là rệp chuối, nó là môi giới truyền bệnh. Mà chúng ta biết rồi, đối với lại bất cứ cây trồng nào đó mà khi đã bị nhiễm bệnh do virus nó gây ra, bệnh do virus gây ra, thì hiện nay là không có bất cứ một loại thuốc nào có thể chữa khỏi được cái bệnh này cả. Cho nên việc đầu tiên là để phòng chống bệnh này là chúng ta phải chú ý khi trồng là chúng ta phải kiểm tra lại giống, xem những cái cây giống nào mà nghi ngờ nó có cái hiện tượng mà bị xoăn lá như vậy thì chúng ta nên loại bỏ trước.
để chúng ta tránh cái nguồn bệnh trên đồng ruộng. Bởi vì nếu mà chúng ta đã trồng cái cây có một cây bệnh thôi, thì những cái con môi giới truyền bệnh là con rệp chuối nó đã đến cái cây đó, nó chích hút. Và sau đó nó sẽ đưa cái virus vào tuyến thông quạt của nó và nó bay sang cái cây khỏe khác của nó để truyền cho cây khỏe. Và như thế nó cứ thế nó lây lan ra đồng ruộng, thì cuối cùng rất nhiều cây trên đồng ruộng của chúng ta là bị. Bởi vì thế cho nên là chúng ta phải khẩn trương, tức là loại bỏ cây giống đó. Thứ hai nữa là trong quá trình chăm sóc thì chúng ta chú ý là bón phân đủ cân đối để đảm bảo cho cây chuối nó sinh trưởng phát triển khỏe, nó tăng cái khả năng chống chịu đối với sâu bệnh. Còn theo dõi nếu khi thấy có cây nào đó bị xuất hiện thì nhanh chóng là phải đào bỏ cái cây đó để chúng ta đưa ra ngoài tiêu hủy ngay lập tức. Còn nếu mà nó là cả khóm, dù có một cây ở trong cái khóm nó bị thôi, thì cũng phải đào hết toàn bộ cả cái khóm ra bên ngoài để chúng ta tiêu hủy. Chúng ta tiêu hủy thì thường những cái chuối mà vụ 2, vụ 3 thì đi là nó cứ thành khóm rồi, thì giờ chúng ta phải đào hết toàn bộ khóm ra, chúng ta tiêu hủy. Thế sau đó rồi thì chúng ta sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trừ côn trùng chích hút, nhất là rệp chuối, để chúng ta tiêu diệt cái con môi giới này. Bởi vì trước khi chúng ta đào bỏ cái cây đó, biết đâu là đã có một số loài rệp nó đã chích hút trên cái cây đó rồi, nó đã có nguồn là virus ở trong tuyến nước bọt của nó rồi, cho nên là chúng ta phải phun thuốc để tiêu diệt cái lớp rầy này. Thế thì chúng ta có thể sử dụng một trong các loại thuốc có gốc như là abamectin, hoặc là dinotefuran, hoặc là thiamethoxam, hoặc là etoveproc, hoặc là thuốc gốc cà táp, vân vân. Một trong các loại thuốc như thế này thì chúng ta pha, mua về chúng ta pha theo cái độc độ khuyến cáo ghi trên bao bì, và chúng ta phun cho toàn bộ vườn chuối nhà chúng ta, nhất là những cây còn nhỏ, chúng ta phải phun thật kỹ để mà tiêu diệt. Nhưng nên phun lặp lại lần thứ hai sau lần thứ nhất là khoảng 7 đến 10 ngày. Bởi vì một lần chúng ta phun thì không bao giờ tiêu diệt hết được, cho nên chúng ta phải chú ý, tức là nên phun nhắc lại lần hai vào sau lần thứ nhất khoảng 7 đến 10 ngày. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia Đinh Văn Đức với những tư vấn kỹ lưỡng vừa rồi. Thưa quý vị, thưa bà con, chúng tôi sẽ được đến với câu hỏi tiếp theo của khán giả Nguyễn Thị Lan với số điện thoại là 0364 và 3 số cuối là 662 ở tại Tuyên Quang. Khán giả cho biết là bò nái đang chửa được 6 tháng và có hiện tượng chảy nước mắt, khó thở, vẫn ăn uống bình thường. Xin hỏi chuyên gia Trương Văn Dung nguyên nhân và cách khắc phục ra sao ạ? Vâng, xin chào khán giả Nguyễn Thị Lan. Thì tôi nghĩ rằng thế này, với cái dấu hiệu lâm sàng mà khán giả mô tả như vậy thì tôi nghi là nó bị bệnh tụ trùng. Và bệnh tụ trùng ấy là do cái vi khuẩn Pasteurna mutoxida và serotip B gây lên. Thế thì cái bệnh này ấy, ở Việt Nam là chúng ta hoàn toàn có thể có vaccine, đã có vaccine để có thể phòng bệnh. Nếu như chúng ta phòng bệnh một cách đều đặn, tức là cứ 6 tháng một lần tiêm lại cái vaccine mà keo phèn ấy, thì có thể là tạo được miễn dịch phòng bệnh. Thế nhưng mà tuy nhiên đây nó đang có cái dấu hiệu mà lại đang có thai. Thì theo tôi là chúng ta vẫn cần phải điều trị. Điều trị xong sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng vaccine sau. Ở đây thì tôi tư vấn cho chị Nguyễn Thị Lan ấy, là chị nên sử dụng cái thuốc gọi là Enrofloxacin hoặc Doxycycline hoặc Oxytetracycline. Chị tiêm bắp cho nó 1 lần trên ngày và tiêm bắp khoảng 5 ngày. Liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Và cái kháng sinh này thì nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng không ảnh hưởng đến cái quá trình mang thai nhiều. Cho nên là, và đồng thời là chúng ta phải nâng cao sức khỏe cho nó bằng cách dùng cái thuốc caffeine kết hợp với vitamin B1, vitamin C, ta tiêm bắp 1 lần trên ngày, tiêm bắp khoảng 3 ngày để mà cải thiện về hô hấp tuần hoàn, giảm cái hiện tượng bị khó thở. Và chúng ta dùng thuốc bổ Catusan, chúng ta tiêm. Thì theo tôi Catusan là cái thuốc rất là tốt về vừa để an thai nữa, cho nên chúng ta tiêm 1 lần trên ngày và tiêm có thể 3-5 ngày. Thì như vậy nó đem lại cái hiệu quả rất là tích cực. Và đối với bệnh này thì chúng ta cần phải thực hiện biện pháp vệ sinh độc trùng nuôi để diệt cái mầm bệnh ở ngoài môi trường. Thế và sau khi mà bệnh nó ổn định rồi, được khoảng 3 tuần, 1 tháng, thì chúng ta có thể sử dụng cái vaccine keo phèn. Lưu ý là vaccine keo phèn, chứ chúng ta không dùng vaccine nhũ dầu. Bởi vì vaccine nhũ dầu thì thời gian miễn dịch có thể dài hơn. Thế nhưng mà tức là tiêm cái nhũ dầu ấy, thì cái phản ứng nó sẽ mạnh mẽ hơn, đặc biệt nó có thai, thì chúng ta không dùng cái đó. Thì như trước khi dùng ấy, thì chúng ta nên dùng cái Catusan, chúng ta tiêm cho nó trước khi mà tiêm vaccine, chúng ta tiêm dùng vaccine để tiêm, thì như vậy nó tạo lên được cái miễn dịch phòng bệnh là từ 5 đến 6 tháng. Và lưu ý là cứ mỗi một lần như vậy chúng ta vẫn phải nhắc lại, sau 6 tháng phải nhắc lại một lần, thì như vậy nó mới có hiệu quả.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những tư vấn vừa rồi của chuyên gia Trương Văn Dung ạ. Xin được chuyển sang một câu hỏi liên quan đến lĩnh vực trồng trọt của khán giả Trần Văn Tám với số điện thoại là 0364, ba số cuối là 866 ở tại Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Khán giả cho biết là gia đình khán giả có một sào hành hoa và đã trồng được khoảng 20 ngày. Tuy nhiên cây có hiện tượng là bị nổi đốm màu trắng, lụi dần và khán giả vẫn chưa dùng thuốc gì. Xin được hỏi chuyên gia Đinh Văn Đức nguyên nhân và cách khắc phục hiện tượng trên ra sao ạ? Dạ vâng, thưa anh Tám, qua mô tả của anh thì tôi xác định tức là vườn hành nhà anh ấy đã bị nhiễm bệnh gọi là bệnh đốm trắng hành, đốm trắng cái hành, và bệnh này là do nấm nó gây ra. Bởi vì thế cho nên là bây giờ thì tôi khuyên anh là như thế này, khi mà trồng hành thì anh nên chú ý, tức là chúng ta nên cái luống hơi cao một chút và hình mũi ruột, làm sao đó để chúng ta thoát nước cho nó thật tốt, giảm độ ẩm ở trên vườn. Đây là việc đầu tiên chúng ta phải làm. Còn khi trong mùa khô chúng ta tưới thì tưới vừa đủ ẩm thôi, đừng có tưới dư thừa nước, tưới thừa nước. Thứ hai, thứ ba nữa là trong quá trình chăm sóc hành là chúng ta chú ý là sử dụng cái phân chuồng hoặc phân hữu cơ, nhưng phải được ủ thật quay mục thì chúng ta bón, tuyệt đối không được bón phân tươi. Và hai nữa là chăm sóc bón thúc cho cây thì bón phân cân đối, đặc biệt là phải đảm bảo được cái lượng phân kali cho cây. Chứ không thì chúng ta cứ muốn cho hành nó tốt bốc lên, mì hành hoa mà muốn tốt bốc lên trong thì chúng ta cứ bón dư thừa phân đạm là rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Thế cho ông trong quá trình chúng ta phải theo dõi vườn hành nhà mình, đến khi nào thấy phát hiện cái bệnh nó mới bắt đầu chớm xuất hiện thôi thì anh mua ngay một cái chế phẩm sinh học Emina P về, anh pha theo cái nồng độ người ta hướng dẫn ở trên cái liều lượng người ta hướng dẫn ở trên cái bao bì của cái chế phẩm Emina P này, để anh phun cho toàn bộ vườn hành là sẽ ngon lành, sẽ ngon lành. Là chúng ta nên phun hai lần, lần thứ hai cách lần thứ nhất là khoảng 7-10 ngày chúng ta nên phun, thì tôi nghĩ tức là sẽ giải quyết được cái vấn đề này. Còn nếu mà anh chưa mua được cái chế phẩm sinh học này thì anh có thể sử dụng một trong các loại thuốc có cái gốc, tức là một là thuốc gốc propinef hoặc là trifluoxetine cộng với tebuconazole, hoặc là gốc metanazin cộng bancozep, hoặc là gốc difenoconazole. Thế một trong các loại thuốc này thôi, chúng ta pha theo cái nồng độ khuyến cáo ghi trên bao bì và chúng ta cũng phun cho vườn hành. Nên phun lần thứ hai cách lần thứ nhất, nên phun cách hai lần, lần thứ hai cách lần thứ nhất là 7 đến 10 ngày thì sẽ giải quyết được cái bệnh này. Nhưng mà theo tôi tốt nhất là chúng ta nên mua được cái chế phẩm sinh học này thì nó vừa không gây độc hại cho môi trường và có hiệu quả rất là tốt đối với cây hành, đối với bị nhiễm bệnh. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia Đinh Văn Đức ạ.